Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là những cái chốt Azay mà trong thời gian vừa qua có rất nhiều các bác khách hỏi bên em là có bán không. Này em lấy về được có ít này. Đấy. Có 30 cái. Các bác nào còn đấy thì em chia lại cho nhé. Với những cái chốt Azay xịn như này, chốt này là chốt 8 ni. Có loại chốt 6 ni và có loại chốt 10 ni. Như chốt này hiện tại bên em đang bán theo bộ. Đó là theo đôi. Một đôi là 120 bao ship. Hai đôi là 220 bao ship. Đấy các bác nhá. Và ba đôi là 300 bao ship. Bốn đôi là 400 bao ship. Đấy, năm đôi là 480.000 bao ship. Rẻ chưa? Chốt này chốt xịn các bác nhá. Giá nó khá là đắt rồi. Nãy chỉ được có 10.000, 20.000 một cái thôi. Nãy lấy nhiều thì nãy nhiều, còn lấy ít thì nãy ít. Đấy. Nãy được có 10, 20 trên một cái thôi, chứ không có nãy được nhiều đâu. Đấy. Còn các bác nào bảo sao em bán đắt thế, anh lên trên mạng mua đẩy, mua đi. Xem chốt bên nào chất lượng hơn và tốt hơn. Chốt bên em thì em tự tin luôn. Đấy. Em về 30 cái chốt. Các bác mà thích chốt vào Azay liên hệ trực tiếp với em. Và chiều dài của dãy khá là dài nhá. 20 này. Đây nó khoảng là 30 cm một sợi. Một sợi cáp này là 30 cm. Nó có chốt này. Đó. Chốt Azay về áo phục vụ các bác. Các bác làm đám cưới mà hay bị rơi mất chốt ấy, gọi cho em. Bên em có cung cấp chốt chất lượng. Đằng dưới này có đai nhá. Đấy. Chốt cao cấp, chốt xịn nha. Nên là các bác chơi thì hoàn toàn yên tâm. Cái này mà chốt Azay thì chắc chắn lắm. Và nó không phải là cái chốt rẻ tiền mà các bác nha. Mua chợ loại 25-30.000 một cái đâu. Chốt nó đắt lắm. Nó vào 120.000 một đôi. Bao ship 2 đôi là 220. 3 đôi là 300. 4 đôi là 400. Đấy. Và 5 đôi là 408. Chốt xịn. Đây các bác xem nhé. Chốt này chốt xịn của Việt Nam. Và đây là cái chốt xịn của Trung Quốc. Trên dưới chốt rồi. Đây là chốt xịn của Trung Quốc này. Nó khác nhau chỉ có mỗi cái nút ấn này thôi. Đây là chốt xịn của Trung Quốc. Chốt này là chốt của Việt Nam. Đấy, chiều sâu chốt như nhau. Đấy, khác mỗi cái là cái này là của Trung Quốc. À, nhiều anh em là về những cái hãng lớn thì là sẽ có logo của hãng đây. Sẽ có logo của hãng đậu ở trên cái chốt này. Còn bên em thì bán phụ kiện thì em nói luôn là logo không giải quyết được cái gì cả. Với những cái loại chốt này logo không giải quyết được cái gì cả. Chỉ làm cho cái chốt nó đắt tiền thêm thôi. Và khách mua họ sẽ khó chịu vì mức giá nó quá là cao, rất là cao. Chốt này chuyên dùng cho Azay. Các bác nào mà đang dùng Azay mà bị rơi và mất chốt gọi ngay cho em. Chốt xịn thì nó đắt thôi nha. Nhưng còn cái chốt như này mà của Trung Quốc thì bên em không có để mà bán. Chốt này thì hiện tại bên em không có để mà bán. Nếu mà có bán thì chắc phải tầm 150 một đôi cơ. 150 một đôi là bao ship. Nếu mà có mà bán. Còn đây là có sao thì nói luôn thì các bác nha. Các bác nào có thích chốt này, cần chốt này, hãy gọi ngay cho em. Đó. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.